đó là sáng trưa, hay gọi là bone scan, là quét toàn thân sau điều trị ung thư dạ để xem toàn cơ thể có cái biến đổi nào không. Thì cái nguyên tắc thì có thể là cái bàn nó di chuyển xuyên qua găng tay, hoặc là găng tay di chuyển bàn nằm yên, nằm yên nằm yên. Thì thông thường là người ta sử dụng là cái bàn di chuyển qua găng tay thì dễ hơn, cái việc găng tay nó nằm cho nên di chuyển nó khó. Và cái tốc độ di chuyển của bàn thì tùy thuộc vào cái năng lượng của phóng trào và cái hoạt độ phóng trào. Mình đưa vào hoạt độ phóng trào càng cao thì mình có thể cho bàn chạy nhanh, nhưng mà nếu hoạt độ phóng trào đưa vào thấp thì mình phải cho bàn chạy chậm, nếu mình chạy nhanh quá thì nó không rõ hình, nó bị nhòe. Cái thứ tư là cái hình cắt lớp. Thì cái này là khi mình nghiên cứu, cần nghiên cứu một mặt cắt nào đó thì mình dùng cái phương pháp cắt lớp. Thì nhớ, các em nhớ cho là dây hình cắt lớp thì thường sau này sử dụng với máy spec là chủ yếu, rồi còn gamma camera plana hoặc là gamma camera mà gắn với máy tính thì chỉ dây hình cắt lớp mà không hình ảnh không đẹp. Cho nên sau này nói đến dây hình cắt lớp, người ta thường dùng spec hoặc là test. Thì có hai loại cắt lớp, một loại cắt lớp là cái đầu tròn và quay canh bệnh nhân, thì cơ thể bệnh nhân thì nó cũng tròn, nó sẽ có vùng cao vùng thấp, thì như vậy nó không bằng là bệnh viện cắt lớp elite. Có nghĩa là vùng mà cách xa thì đầu dòng nó tự dịch vào gần để nó đảm bảo khoảng cách sát nhất với cơ thể để có được cái thu nhận tốt nhất. Cái đầu dòng có thể di chuyển ra vào để tiếp cận bệnh nhân một cách tự động. Thì đó là gọi là cắt lớp theo dạng elip. Còn loại vòng tròn thì nó cứ quay tròn một cách bị động. Và cái hình phối hợp thì thông thường á, là ít khi mà người ta thực hiện đơn độc một cái. Ví dụ như trong chụp hình tuyến giáp, người ta chụp hình phẳng, hình tĩnh. Nhưng mà trong cái nghiên cứu khác thì người ta thường là khảo sát cả đơn, học cả các lớp phản tĩnh của một, cho nên thường thường người ta phối hợp nhiều cái phương pháp ghi hình vào trong một cái quy trình. Chú ý khi làm chụp các lớp ghi tĩnh đơn quang tử spec thì muốn có cái kết quả ghi hình tốt thì thời gian thường là phải ngắn, thời gian dài là bệnh nhân tự động là đẹp nhất và liều phóng xạ tốt nhất, rõ lên thì những yêu cầu mình về kỹ thuật spec thì muốn như vậy thì mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là mình chuẩn bị bệnh nhân trước khi cũng phải kỹ lưỡng. Ví dụ như là em gặp em chụp X quang đại tràng mình không thuộc thạo, không tốt thì là sẽ không, hình ảnh sẽ không rõ. Thì bên này cũng phải chú ý chuẩn bị bệnh nhân, có bệnh nhân cần phải ăn sáng, có bệnh nhân không ăn sáng, rồi có bệnh nhân cần phải có bữa ăn dựa vân vân thì mình phải chuẩn bị. Hoặc là bệnh nhân không được dùng một số thuốc trước khi xét nghiệm vân vân. Và thứ hai nữa là khi mình đưa chất phóng xạ vào cơ thể người bệnh, mình phải cho đúng. Ví dụ mình cho uống phóng xạ, mình sợ bệnh nhân tự uống rồi bệnh nhân uống không hết còn sót lại, hoặc là bệnh nhân không chịu trả nguyên lý, hoặc là bệnh nhân bị đổ ra ngoài mình không biết, thì như vậy là cái lượng mình đưa vào không đảm bảo thì kết quả nó cũng sẽ xấu. Mình tiêm tĩnh mạch thì phải tiêm tròn tĩnh mạch cho nửa trong nửa ngoài nửa ra khỏi chật ven thì kết quả nó sẽ bị sai. Mình phải tuân thủ đúng cái thời điểm ghi hình sau khi tiêm phóng xạ. Người ta quy định là sau 10 phút 15 phút mình chụp là mình phải chụp, hoặc là sau ghi hình là phải chụp ngay sau khi bơm thuốc, mình phải làm cho đúng. Hoặc là ghi hình sau 24 tiếng thì mình phải hẹn mình đúng 24 tiếng. Mình ghi hình sai thời điểm thì kết quả nó sẽ bị sai lệch. Một cái là phải bất đồng bệnh nhân tốt. Thì bất đồng ở đây thì bao gồm nhiều yếu tố. Đầu tiên là mình phải giải thích cho người bệnh rõ để cho họ phối hợp với mình. Họ phải bất đồng. Ví dụ như chụp hình tuyến giáp, nhưng bệnh nhân cứ nuốt liên tục thì cái tuyến giáp nó cứ chạy lên chạy xuống thì hình ảnh
không đẹp. Mình phải giải thích cho bệnh nhân để cố gắng hạn chế cái động tác luôn. Hoặc là mình chụp đi gan mà bệnh nhân cứ cửa qua cửa lại, cái thằng của bệnh nhân cứ cửa qua cửa lại thì như vậy là không tốt. Mình phải phối hợp giải thích cho bệnh nhân, đồng thời dùng địa phương các cái biện pháp vật lý để mà cố định. Và cái một cái nữa phải lưu ý, bệnh nhân nằm lâu thì cho dù họ có được giải thích tốt, cho dù mình có cột họ cũng cứ vậy, cho nên phải làm như thế nào đó và thời gian chụp phải hợp lý nhất, chứ kiểu dài quá là bệnh nhân sẽ không thể vận động được. Mặc dù là các cái kỹ thuật cái yêu cầu thời gian ngắn nhưng ảnh đẹp liều phóng xạ thấp, nhưng mà phải chỉ định đúng liều phóng xạ thì như vậy là mình mới đảm bảo được các cái thông số và an toàn. Chứ nếu mình làm mà không đảm bảo liều hơi thấp thì hóa ra là liều cao hơn là người bình thường, người làm lại không gì muốn, cho nên là phải chỉ định đúng liều phóng xạ trong những cái điều cần thiết khi mà xét nghiệm với y học hạt nhân. Về các cái báo định hướng thì mình phải chọn đúng báo định hướng, còn mà nếu như mà mình chọn sai định hướng thì bà chọn sai báo định hướng thì có thể ảnh hưởng đến kết quả. Đó là lý do vì sao người ta làm nhiều loại cái báo định hướng. Xác định khoảng cách tối ưu giữa cái đầu dò và đối tượng ghi hình cũng như là góc quay, thì cái khoảng cách thì trên nguyên tắc thì càng gần là càng rõ, còn góc quay thì không nên quá lớn hơn 6 độ, thường thường là 5 độ 4 độ. Và nhắc lại một lần nữa là luôn phải có một sự phối hợp giữa số đếm và thời gian đo. Thường là trong một số sách ghi không có 30 phút, nhưng theo tôi thì thường là không nên quá 10 phút. Kích thước ma trận và dung lượng bộ nhớ thì trước đây là một vấn đề rất là lớn, thì hiện nay cũng đã đỡ rồi đi nhiều, vì những cái máy tính hiện nay là dung lượng bộ nhớ nó lớn cho nên ma trận mình là thoải mái hơn. Nhưng mà nếu mà mình ma quá lớn với những cái hình ảnh xử lý nó cũng vừa cũng khó và cũng dễ gây sai sót. Lưu ý chọn đúng mức năng lượng của đơn vị cần đo và cửa sổ năng lượng phù hợp. Thì trong mấy câu mà kiểm tra vừa rồi ấy, thì tôi cũng lưu ý các anh chị nhớ cho hai cái mà không thể quên, đó là với technetium là 140 và với ynium-1 là mấy 364 kiloelectrovolt. Và cửa sổ phù hợp, cửa sổ hẹp quá thì số đếm sẽ thấp, cửa sổ rộng quá thì lại nhiều nhiều, kết quả sai lệch, cho nên là thông thường là từ 10 đến 20%. Mọi người hay chọn 20%. Thì cách tính hồi nãy mình kiểm tra hai lần rồi đó. Mà cái vấn đề QC đây gọi là kiểm tra chất lượng thiết bị, quality control nữa. Thì mình phải kiểm tra chất lượng thiết bị hoặc hạt nhân bắt buộc phải kiểm tra. Có thể là có những cái QC ngày, hàng ngày phải làm trước khi ghi nhận bệnh nhân, có cái thì tuần phải làm, có cái tháng phải làm, có cái quý phải làm, có cái năm phải làm. Đặc biệt là với kỹ thuật mà cắt lớp vi tính thì người ta luôn luôn là kiểm tra cái độ đông nhất của hình ảnh ở các thời điểm và xác định cái tâm quay, có nghĩa là khi mà cái đầu cái detector quay á thì phải quay quanh một điểm chứ không phải quay quanh nhiều điểm, để cái tâm quay nó bị lệch đi á, thì cuối cùng thì các khi mà dừng lại nó sẽ làm rất là xấu và hình ảnh không trung thực. Và thông thường là mình phải nên ghi hình thử cái hình nộm, đặc biệt là những cái xét nghiệm cái quy trình là thì ví dụ mình hẹn nên ngày mai làm thì ngày nay mình phải tạo một cái mô hình, là mình phải chụp trên mô hình để cho nó trơn tru nhuần nhuyễn, mình phải cố gắng tạo sau đó để có một cái mô hình tương đương với thật để mình làm thử, nhất là những cái mà lâu lâu mới làm, nhiều khi cả tháng chưa làm thì hoặc là nửa tháng mới làm một lần. Trước khi liên làm mình nhận là phải làm đến mô hình lại để cho các cái quy trình bảo đảm là cái độ chất lượng cao. Thì đây là một cái hình ảnh một bệnh nhân đang chụp tuyến giáp. Cái này là cái gì?
Bùi Thị Diệp Nguyên. Cái mà tôi chỉ ở đây là mà con trỏ chỉ vào đây là cái này cái gì? Theo em là cái gì? Bùi Thị Diệp Nguyên. Bật cam lên. Bật mic lên. Dạ, em đây ạ. Alo. Dạ, em cái này là cái gì? Cái mà tôi lấy con chuột tôi chỉ đây này. Cái này là cái gì? Dạ đầu dò ạ. Cụ thể là cái gì? Dạ là đầu dò. Ai biết trả lời của anh. Đầu dò là cái trả cái này là cũng là gọi là cái đầu dò này. Cả cái dưới này cũng gọi là cái đầu dò này. Cái tôi chỉ ở đây này. Đây là bệnh nhân này. Cổ bệnh nhân đang chụp trường giáp này. Cái này này. Cái mà hình ống cục này này. Pinhole là sao? Cái collimator pinhole. Còn cái dưới này là cái gì? Cả tôi đang chỉ đây này. Cả màu xanh xám này này và càng trắng này. Đó là đối trọng thầy. Đây là cái detector này, cái camera, cái spec này hai đầu. Cho nên nếu hiểu đối trọng cũng được. Nhưng mà riêng cái mà tôi chỉ đây này, tôi cái mà có cái chữ thấp này là cái gì này? Cái bao định hướng hả thầy? Cái này bao định hướng hả? Sao mà cả trên lại như thế này, cái dưới như thế này? Bao định hướng này là loại gì? Thầy là năng lượng thấp à? Vì sao? Dạ, thì vì nó có màu trắng à. Rồi. Rồi, tiếp tục. Cái phương pháp ghi hình cuối cùng là cắt lớp bằng positron hay là cắt lớp phản xạ positron. Thì về nguyên lý, một positron phát ra từ hạt nhân nguyên tử sẽ tồn tại rất là ngắn và sẽ kết hợp ngay với một điện tử tự do tích điện âm trên đường đi và ở vào một trạng thái kích thích gọi là positronium. Thì positron từ đâu mà có rồi? Trần Quốc Hận. À, dạ thưa thầy em đây ạ. Dạ thấy em chưa ạ? Thì positron từ đâu mà ra đấy? Đưa gặp nhân nguyên dạ. Tử là từ đâu mà ra? Thì beta trừ nó tạo ra hoặc beta trong tổng thể rất ngắn mà có năng lượng là khoảng 500. Nhầm là nở beta. Cái gì mà beta trừ mà tạo positron? Em là người đúng. Cái này đầu tiên là em phải trả lời đây là sản phẩm của cái phản xạ beta cộng. Phải không? Có đúng không? Dạ em nhầm á thầy, beta cộng đúng rồi. Rồi phản xạ beta cộng. Trong phản xạ beta cộng thì là cái gì xảy ra? Dạ thưa thầy, thì trong phản ứng beta cộng thì natron sẽ tạo ra proton sẽ tạo natron mà cộng thêm hoặc positron mà rồi, sẽ mất năng lượng. Em nên chưa nắm được rồi. Nắm lại đi. Một proton sẽ biến đổi thành proton cộng với một hạt mang điện dương là positron. Được chưa? Rồi positron này này sau khi phát ra từ hạt nhân nguyên tử nó sẽ kết hợp với một điện tử tự do của điện tử quỹ đạo hoặc là trong môi trường và hai cái kết hợp với nhau và ở vào một trạng thái kích thích, người ta gọi là positronium. Thì cái positronium này ngay lập tức nó sẽ vỡ, cái hạt này nó sẽ vỡ liền tạo thành hai cái photon có năng lượng 511 kilo electrovolt và cái đặc điểm là nó sẽ phát ra cùng phương.
nhưng mà ngược chiều thì người ta đồ bài đó hiện tượng vị hạt. Nhớ cùng phương ngược chiều thì dựa trên cái sự vị hạt này, nếu người ta đặt hai cái detector đối diện nhau với nguồn pháp vô vi trong và dùng một cái mạch ghi, mạch ghi để mà nhận định là hai cái hai cùng một cái mạch ghi để nhận định là từ hai cái đầu detector này nhận được cùng một cái thời tài của một thời điểm là có cái tia bức xạ. Nhớ là tại mạch trung phung có nghĩa là cùng một thời điểm ghi nhận hai photon đồng thời, hai photon mình mà được nhận đồng thời thì người ta gọi là cái hiện tượng trung phung. Không muốn trung phung như vậy thì chúng ta phải có một cái mạch điện để mà nhận định. Nếu như cũng nhận được hai cái đối diện với nhau nhưng mà khác thời gian thì là không phải. Thì đây, đây là hai cái detector. Các cái mà phân hủy ở trên đường này này, các cái hiện tượng mà phát xạ vô vi trong ở trên đường này đều được đưa về detector này và detector này và nó nhận được cùng phương, được hướng với nhau. Đó, thì người ta phải ghi hai hai cái một lúc mà xử lý bằng cái mạch gọi là mạch trung phung. Thì trong nữa tôi sẽ nói là nhờ cái này, cái này thì nếu như mà ban đầu á, mình chỉ nhận định được là nó nằm ở trên cái con đường này, nằm ở trên cái phương này, phương xẻo xuống, phương xẻo lên và phương nằm ngang, thì bây giờ với cái mạch trung phung hiện nay người ta có thể tính được thời gian. Ví dụ cái hạt nằm ở vị trí này thì thời gian để cái detector này là A, thời gian để cái detector này B, và dựa vào cái thời gian đó người ta có thể xác định được nó nằm bất kỳ ở đâu trên cái đường trung phung này. Đó, người ta dùng cái đường trung phung này. Cái này thì trong tài liệu tham khảo có, anh tranh thủ biết được thì hoặc là chụp. Về cấu tạo của máy PET thì về nhìn chung thì nó cũng nhìn bên ngoài nó cũng giống giống như là cái máy SPECT, nhưng mà chi tiết thì nó có phức tạp hơn. Thì các cái detector hiện nay á, chủ yếu là được bố trí theo dạng nhận vòng, còn bên cái SPECT thường là dùng hai đầu ba đầu và để đối diện nhau. Còn bây giờ đây là cái detector này gần như không quay mà cả cái vòng tròn người ta đặt các cái mô đun của detector vào luôn. Và cái loại tinh thể thì người ta dùng cái tinh thể Bogo Lilo là cái tinh thể mà có cái độ dày và cái mức thu nhập phóng xạ rất là cao để sử dụng trong máy PET. Và những cái tinh thể này rất là đắt tiền. Thì đây là đầu tiên là cái đầu điện, hai cái đầu đầu điện thì trong này có nhiều cái nhỏ, nhưng mà sau này người ta bố trí theo dạng lục giác, sau này người ta bố trí thành một tròn luôn. Thì cái này bao gồm rất là nhiều cái mô đun, rất là nhiều cái detector là cái này, để khi mà ghi nhận thì ta ghi nhận được trung phung. Thông thường trên 100 của máy PET thì có khoảng được 30 cái detector này, và một cái thì giá trị hàng cỡ tương đương với một cái chiếc Mercedes đấy. Một cái đầu này thường thường à quên chiếc xe hơi chứ, một chiếc xe ô tô dạng khá dạng trống đó là một cái detector ấy. Thì hiện nay người ta sắp xếp thành vòng tròn đây như thế, nhiều mô đun, rất nhiều mô đun đối diện nhau, bệnh nhân nằm ở giữa, cái gân vi có cái ống dạng ống của bệnh nhân từ ngoài đi vào. Đây là detector sắp xếp ở trên cái vòng tròn. Thì so sánh giữa máy PET và máy SPECT thì máy PET không cần bao định hướng. Anh nào biết vì sao không cần bao định hướng?
thầy ạ. Dạ thưa thầy, là pet không cần báo định hướng là bởi vì trung tia ở đây có năng lượng lớn và đơn năng nên độ nhạy của máy ghi hình rất là lớn, tốc độ điểm cao nên dù không dùng liều phóng xạ cao mà vẫn có độ phân giải tốt nên là không cần dùng báo định hướng ạ. Đúng, nhưng mà điều lan man quá chưa trọng tâm thôi. Em nào trọng tâm hơn? Thì sợ gì nó không cần báo định hướng, là mình nhớ mục tiêu báo định hướng là gì, là để cản các cái tia mà lệch hướng hoặc là tia mà không cần thiết. Thì muốn như vậy á, thì và nó tùy theo cái năng lượng. Thì ở đây PET là chỉ làm việc với positron, là một cái tia gamma 511 thôi, nó chỉ có một mức năng lượng duy nhất. Cái base spec là nào, là 140 rồi 364 rồi 100, rất là nhiều, 200 300 thì rất là nhiều cái mức năng lượng. Thì ở đây chỉ có 511 là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu như vì mình mặt trung phung, cho nên nếu như hai cái tia đến cùng một lúc nhưng mà không nằm trên cùng phương thì là nó sẽ loại ra, nó không tính cần tính. Cho nên cả cái tia mà lệch hướng với cả tia mà không cùng cái vị trí trung phạt nó bị loại trừ hết, cho nên là không cần báo định hướng. Bởi vì là nó dùng năng lượng cao, cho nên là máy ghi hình có tốc độ ghi hình rất là lớn và tốc độ điện rất là cao. Ghi hình rất nhanh, nên ghi hình gần như là toàn thân nhiều điện lắm, nên là ghi hình rất là cao. Và PET cho kết quả định lượng vì cái số điện về tốc độ điện nó cao và cái độ nhạy của máy lớn, cho nên là kết quả định lượng tương đối chính xác, cho nên người ta dùng có tính chất định lượng để mà khảo sát cái sự tập trung phóng xạ cơ quan. Đó, gọi là cái này là người ta dùng một cái từ gọi là FUV, SUV, SUV là chuẩn hấp thu, để mức độ hấp thu chuẩn của cái cơ quan nào. Và người ta so sánh là nó lớn hơn nhiều là bao nhiêu lần so với chuẩn. Ví dụ cơ quan nó gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần cái bình thường nó tập trung như thế nào, thì người ta sẽ đưa ra các cái định lượng. Thì sau khi điều trị xong thì nó giảm đi bao nhiêu phần hoặc là nó tăng lên bao nhiêu phần để biết, sau này người ta biết để dùng để định lượng. Cái này gọi là giá trị hấp thu chuẩn, standard uptake value, giá trị hấp thu chuẩn. Dù gan bình thường là hấp thu phóng xạ là 5, thì bây giờ thì lên 10, 15, 20, đúng không? Để so sánh với PET thì phải có các cái đồng bì phạt positron, tại vì nếu như mà không phạt positron thì máy PET nó không ghi nhận được gì hết. Mặc dù mình để cục phóng xạ trên siêu âm vô thì nó cũng phát hiện ra, chỉ có may mắn lắm lâu lâu có cái nào mà đạt cái tiêu chuẩn là nằm trên mặt trung phung rồi đó, thì là cùng trên phương rồi ngược hướng, may mắn hay thì hiện tượng ngẫu nhiên nào thì điều đó rất là khó xảy ra, cho nên không đồng vị không phạt vô gì trong thì không chụp được bằng kỹ thuật PET. Và cả cái đồng vị phóng xạ mà dùng cho máy vô gì trong thì có thời gian bán rạc ngắn, do đó nó đòi hỏi là phải có một cái cyclotron, một là một cái máy để sản xuất ra đồng vị phóng xạ để cung cấp cho cái máy PET này. Và thông thường đó, thì cái cự ly mà một cái máy PET thì có thể phục vụ cho một cái phạm vi rộng, ví dụ như cả thành phố Đà Nẵng, có thể là chúng ta chỉ cần 1, 2 cái máy PET, máy cyclotron, nhưng mà chúng ta có thể 10 bệnh viện có máy PET thì mình có thể cung cấp phóng xạ trong cự ly là khoảng 300 km. Để mà sử dụng thì như hiện nay chúng ta chụp với FPV thì thời gian bán rạc của nó là 2 giờ, thì thông thường là
xin lỗi, bán kính từ 100 đến 200 km thôi. Giả sử như đây đi Huế, chúng ta sẽ chuyển ra Huế là mất 2 tiếng. Thì chúng ta chuyển ra 1 thì chỉ còn là 1 nửa. Còn sở dĩ như đến có thể đã đến 300 km thì người ta có những khi người ta chuyển bằng trực thăng, người ta dùng máy bay trực thăng để chuyển, dùng máy bay người ta chuyển chuyển trực tiếp, chứ còn mà đi qua nhập kho để làm thủ tục là mất thì giờ lại không đảm bảo. Cho nên thông thường để đảm bảo máy bay hoạt động là phải có một cái cycle trong để sản xuất ra phóng xạ mà phát positron và trong nằm trong cự ly có thể là trong vòng 2 tiếng đồng hồ có thể là cung cấp cho dựng cái đạo để hoạt động. Và cái nhược điểm lớn nhất của cái máy bay là vì nó đòi hỏi, thứ nhất là máy móc nó hiện đại, thứ hai nữa cần ngọt cái máy để sản xuất phóng xạ bên cạnh, và làm việc thì để sản xuất phóng xạ bên cạnh lớn đấy, nên là một cái điều rất là lớn, cho nên cuối cùng cái giá thành của nó rất là cao. Thì hiện nay là theo như Bộ Y tế quy định là một xét nghiệm PET là thu 21 triệu chưa kể tiền chân lệch, để bảo tiền lệch theo vùng ở xa và chuyện tốn tiền rồi thì người ta cộng thêm cái giá trị vào thì rất là đắt tiền. Thì máy PET có rất là nhiều cái đơn vị để sử dụng, ví dụ như F18, nitơ 13, oxy 15, carbon 11, vân vân, carbon 15. Thì rất là nhiều cái chất đồng vị phát ra positron và cái chất gắn của nó, ví dụ như là cái chất mình hay sử dụng hiện nay ở Việt Nam mình sử dụng chủ yếu là 18S FDG. Thì đây là một cái chất đường gắn vào cái gốc Fluor 18 để mà ghi hình chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây cái mà hiện nay chúng ta sử dụng nhiều nhất ở nước ngoài để chẩn đoán đặc biệt khối u. Chẩn đoán ung thư thì là cái đường 18FDG. Còn đặc hiệu thì rất là nhiều, ví dụ như là để tưới máu, chẩn đoán tưới máu cơ tim thì người ta dùng nitơ 13 để chúng đánh giá cái mức độ tiêu thụ oxy của não, thì người ta dùng oxy 15, vân vân. Thì đó là cái những cái phương pháp mà ghi hình về cơ bản. Thì hiện nay thì máy PET những cái thông tin chủ yếu là về chức năng. Còn CT thì thông tin chủ yếu về hình thái, MRI chủ yếu là hình thái. Cho nên người ta kết hợp hai máy vào trong một máy để thực hiện một lần một quy trình xét nghiệm, và chúng ta có được hai kỹ thuật, ví dụ như chụp PET CT và SPECT CT, hoặc là gần đây nhất người ta kết hợp PET và MRI để khắc phục những cái nhược điểm của từng phương pháp để đưa ra một kết quả tối ưu nhất. Thì ở đây tôi tóm tắt lại là SPECT. PET cung cấp thông tin chủ yếu về chức năng, trong khi CT cung cấp thông tin về hình thái, thì để khắc phục nhược điểm của từng loại thiết bị để và nâng cao chất lượng chẩn đoán thì người ta ghép hai cái thiết bị này là trên cùng một thiết bị. SPECT cộng CT thì chúng ta đưa ra là SPECT CT, PET cộng MRI thì đưa ra là PET MRI hoặc là PET CT. Đó là chúng ta nghĩ chỉ ngay. Dạ vâng ạ.